Rồi, hướng dẫn làm cái menu, ok. Trời ơi, dễ này mà bắt cô hướng dẫn mới được. Ok, rồi, cô sẽ để một cái thẻ deep ở đây nhé. Nhớ là để thẻ deep, tại vì để cô phân biệt với cái thẻ deep ở dưới này nè, cái thẻ này với những cái thẻ deep khác, thì bao ba cái thẻ deep này vào một thẻ deep cho cô. Ok, làm cho cái bố cục nó chắc chắn nha mấy đứa. Rồi bây giờ bỏ cái thằng này đi, thằng này tôi để cho vui thôi. Vẫn để trong inner, nhưng trong inner cô sẽ để một cái thẻ deep. Ok. Các bạn đặt tên thẻ deep này cũng được để phân biệt với các thẻ deep khác. Tại vì cô có cái inner thẻ deep mà. Thì để phân biệt với các thẻ deep khác nha. Ở dưới này các bạn thấy là cũng có cái inner nè. Inner nè, cũng có thẻ deep nè. Thẻ deep nè, rồi inner này, thẻ deep nè. Hoặc là các bạn sẽ đặt là header xong đến inner xong đến thẻ deep thì nó không bao giờ lẫn lộn nhá, nó hay lắm. Nhưng mà trong cái inner này có thể có nhiều deep, cô đặt deep này là deep mà bữa trước cô bảo là để thẻ nav mà đúng không, chưa để navigation mà cô để navigation ở đây, navigation đây không đúng ai hết. Ok, trong này cô sẽ chia thành ba cái deep, một deep để logo. Logo. Một cái deep cô để cái menu. Và một cái deep cô để cái icon. Đó. Ba cái thẻ deep này. Thì cô chưa để cái logo vội nhá. Logo là cô đang để là fashion đi ha. Đây. Fashion. Cô để vậy thôi. Còn một cái menu này thì cô để rất đơn giản thôi, cô không để phức tạp. Tức là cô không dùng gì cả. Có thể dùng ULLI cũng được. ULLI để home bột đắp cơ bảo còn tắt. Ok. ULLI luôn nhá. ULLI luôn, không sao hết. UL nè, mấy LI ạ? 24 LI. Các bạn muốn thẻ link thì một là các bạn để thẻ A. Hai là các bạn không để thẻ A cũng được. Các bạn vẫn bắt được cái link, có cách để bắt được cái link tùy, nhưng mà theo như quy chuẩn thì mình cũng để là UL nè. Mình sẽ có LI là mình sẽ có 4 cái LI đúng không, nhân 4 nào. LI xong thẻ A chứ, LI xong thẻ A nè. Rồi từ từ, rồi thẻ A nè, LI cũng thẻ A thì lại nằm trong LI nè. Rồi lại nhân thẻ A này nhân 4 nè. Ok. Không đúng. Về 4 thẻ A nhầm. Vậy sao ta? LI nhân 4 nè. Đúng không? Đúng rồi, cô biết rồi. LI nhân 4 là xong thẻ A. Đấy. Ok. Hợp lý không? Đấy, nhanh chưa? Rồi, ở đây các bạn đặt cái gì? Cái này là home. Cái này là product, product, product. Cái này là about us, about us. Và cái này là hình như là contact đúng không? Contact. Ok. Rồi, nó chưa có gì. Bên tay phải thì các bạn để mấy cái icon. Bên tay phải thì để lock screen button, có để cái button trước nha. Button, còn cái icon các bạn để sau nha. Button. Có để bình thường thôi. Button. Là gì ạ? Button là gì ạ? Lock screen. Ok. Ok, rồi. Ok, được rồi ạ. Chờ cô xíu. Rồi. Cô căn cái này thôi, cô set add cái thằng này cho nó nằm ngang. Rồi màu cô bỏ cái màu 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 đỏ này đi. Cô bỏ cái màu red này đi. Header cô để color red này đi. White. Ok. Nhá. Rồi.
Thì cái này cô sẽ để cắt cho nó thẳng hàng cái này. Flat lép là nó hết thôi. Đây. Inner header đúng không? Cô để cái CSS phía dưới. Nó ở trên cho nên cô sẽ để trên cái section 1. Ok. Header là một nè. Rồi thẻ inner là hai nè. Rồi đến thẻ nav là ba nè. Rồi thẻ div nè. Float left. Thấy chưa? Căn trái chưa? Ok. Cũng là anh này. Rồi, ok. Các bạn đặt cho cô cái div này là div logo. Cái div logo của các bạn chấm nè, cô chấm logo nè. Các bạn để cho cô cái này là gì ạ? Cái này là width. Các bạn để là vì 200 pixel. Cố định nhá. Cố định cho cô 200 pixel. Rồi, anh menu nè. Cũng là anh này, tôi copy ba ông này đi ha. Rồi, ông này ông bên icon này nè. Các bạn để bao nhiêu tùy các bạn, có thể để 300 pixel. Riêng ông này sẽ là bằng div mà menu này nè. Các bạn để width lấy 100%. Calculation lấy 100% trừ cho 500 pixel. Đấy, Ctrl S lại nè. Đấy, các bạn thấy nó giãn ra nè. Thấy chưa? Rồi, cái này nó nằm bên trái, bình thường nó nằm bên trái rồi. Cái này muốn các bạn nằm bên trái, các bạn để cho cô cái align. Align right. Text align right. Nó sẽ nằm bên phải các bạn, là cân đối hai bên là thấy không? Riêng ông này các bạn để cân giữa. Text align center nha. Cân giữa chưa? Rồi. Ok, vậy thôi. Đơn giản cái này các bạn căn cái này thành cái menu là được. Nhá. Các bạn căn cái này thành cái menu. Thì các bạn để cái ULLI này. Đây, các bạn để copy anh này đi ha. Rồi thay để cái menu này các bạn để cho cô là cái UL. Các bạn có muốn ngắn thì bạn cắt bớt cũng được. Tại vì cái này là các bạn có UL này. Đó. Bạn để là ULLI thì có gì ạ? Cái gì ạ? Cái gì là menu là có gì các bạn nhỉ? Bỏ cái list à? List style list à? List à? List à? List. Đấy, list style hả? Để nâng đúng không? Đó là nó mất cái kia. Rồi float left hả? Hay là display? Display inline. Được chưa? Thấy chưa? Rồi margin 20 pixel. Chưa? Muốn margin bao nhiêu là tùy các bạn. Để thẻ A thì bỏ bỏ cái decoration ở dưới. Cái này thẻ A. Các bạn để là text decoration đúng không? Text decoration là để nấn. Là nó bỏ gạch ngang ở dưới. Cái màu để color là blue. Như vậy. Để màu đó. Tức là các bạn có thể chỉnh thoải mái. Đấy, cái này nó nhẹ nhàng vậy thôi. Được chưa? Nhẹ nhàng vậy thôi. Ủa gì vậy?
Rồi. Ok. Bây giờ cô thu nhỏ lại nè. Đó, thì cái phần trăm này nó thu. Phần trăm này nó thu bởi vì là gì các bạn? Bởi vì là đây. Bởi vì hai này cô đặt là pixel rồi, 200 pixel nó đẩy cái này. Đẩy này. Nó thu lại. Cây này đẩy phần trăm cho nên là khi thu lại là nó không đúng nữa. Khi thu lại nó không đúng nữa. Được chưa? Bây giờ cô muốn thu lại nó vẫn đúng thì thế này. Mình không đặt cái này là pixel nữa, mình không đặt 200 nữa. Thu lại đến đây nè. Đến đây. Đúng không ạ? Đây, cái này của cô để 20 pixel nó bự quá, để 10 pixel chẳng hạn đúng không? Đấy. Đến thu nhỏ đến đây nè. Đến đây nè. Là nó vẫn là bên này là mỗi bên 100. Đúng không? Với 100. Thấy chưa? Đấy. Thì bây giờ cô thu nhỏ đến đây đi. Là do cái giữa này là nó chiếm cái này 300 lần, 300 nó nhiều lắm. 300 nó nhiều lắm. Đấy. Nó đỡ hơn nè, thấy không? Đó. Ok. Đây. Bây giờ đến thu nhỏ đến đây nha các bạn. Thứ nhất là cái này phải ẩn đi. Cái này nó phải đặt lại. Cô không biết các bạn đặt kiểu gì nhá. Nhưng mà cô sẽ thu cái này lại nè. Ẩn cái này lại. Có nghĩa là ba cái díp này không còn là ba cái díp nữa. Ba cái díp này là không còn ba cái díp nữa mà nó thành hai cái díp thôi. Ba cái díp này nó còn hai cái díp nữa thôi, vậy là cái díp này sẽ ẩn đi, disable cái díp này sẽ ẩn đi. Nhìn nha. Khi thu nhỏ lại xuống còn anh này thì cái díp này nó bị ẩn đi. Cái menu này ẩn đi, vậy cô sẽ để cái díp này. Cô copy ba cái díp này cho bạn coi nha. Nó hay lắm. Cực kỳ thú vị ở chỗ này. Đây. Cái díp này vẫn float left kệ nó. Riêng anh logo, anh menu và anh icon này có copy. Ba anh này đổi cho nên cô sẽ phải đổi cả ba anh này. Cô đẩy xuống đây. Rồi. Anh này 200, anh này 200. Riêng anh này cô để display. Nần. Ẩn đi. Mất chưa ạ? Mất chưa ạ? Và anh này không còn là 200 nữa mà để 50%. Anh này cũng để 50%. Ok chưa? Hai ông nằm hai bên chưa ạ? Rồi, thu nhỏ cũng vậy. Thu nhỏ thì cũng phải sửa nha, không sửa nó lỗi, nó vẫn ra nè. Hay không? Vậy thu nhỏ vẫn phải sửa thì mình copy lên thu nhỏ thôi. Đó. Sửa là phải sửa cả mấy bên nha, vậy mình cũng copy lên đấy. Và mỗi anh này nó chiếm 50% thôi. Đấy, thu nhỏ mỗi anh nó chiếm 50%. Nó vẫn đúng. Hay không? Được chưa? Nó thú vị vậy đó các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ khi thu nhỏ rồi thì đến đây rồi thì nó cái icon menu nó phải hiển thị lên. Hiển thị bên trái hay bên phải tùy các bạn. Đấy, các bạn có thể hiển thị bên phải hoặc hiển thị bên tay trái hoặc bên phải. Cái này logo nhá. Logo có thể đẩy lên hoặc đẩy xuống, menu có thể đẩy như nào để tùy các bạn. Rồi bây giờ nè. Chưa, cái đó để đó đó, tôi muốn làm cái này cho vui nè. Cô muốn làm cái này. Cô muốn làm cái này. Nha. Cái này cô để một cái díp khác hoặc là không cần để díp, nó là một cái thẻ. Trong này cô để cái input đúng không? Search. À. Cô làm xấu xấu nha, các bạn có xong về cho sửa cho đẹp nè. Ở dưới này các bạn cũng có thể để một cái thẻ díp ở đây, dưới cái thẻ navigation đây nè. Các bạn để cho cô một cái thẻ díp. Để là search. Cứ để vậy thôi. Ok. Trong này cô để một cái input. Hai chấm tay bằng tách. Ok. Để search cũng được. Hình như được có nút search đó các bạn. Nút search này.
Đó, để vậy thôi. À, để placeholder để tìm kiếm placeholder. Để là search vào đây cho cô. Rồi. Chạy ra nè. Nó có insert ở đây. Thì đương nhiên cô sẽ cho nó nằm giữa giống như thiết kế các bạn thôi. Cho nằm giữa thì giống thiết kế các bạn. Bây giờ nhìn nhá. Chưa chưa này chưa vội nha. Cái header đâu? Header na inner đúng không? Search rồi ok. Dạ cô ơi, Ơi. cho em xin nghỉ sớm đi học võ được không? À ok em. Dạ em cảm ơn cô. Đây header nè. Navigation cô không để navigation, cô để cái nút search nhá. Đó. Rồi. Cái deep search này thì cô vẫn để cái width 100%. Bình thường. Rồi. Riêng cái thẻ input nha. Input. Rồi, các bạn để nào. Các bạn width các bạn để cho cô là 200 pixel. Hay để khoảng 30 pixel. 200 bỏ bé quá, 300. Đó, cái này cô bạn để text align central cho cô. Căn giữa nha. Đó, các bạn thích margin padding muốn làm đẹp tôi làm đẹp cho luôn nào. Là cái border để nâng luôn. Outline để nâng luôn. Đó, mất hết luôn. Bốc xa đầu để cho cô. Không không. 5 pixel gray. Đẹp chưa? Border radius. Thích bo nhiều. Thích bo bo tròn á thì để 15 pixel. Thì nó sẽ bo tròn. Cái này các bạn để cho cô cái padding cái sợt nó nằm này, các bạn để cho cô cái padding. Padding left 10 pixel. Padding left 10 pixel nó đẩy cái sợt này ra nè, thấy không? Đẩy cái chữ sợt nó ra nó đỡ xấu, thấy không? Rồi còn một cái nữa là chữ font size chữ nó bự một tí để 18 pixel hoặc là 16 pixel. Chữ sợt nó bự lên thấy không? Rồi để thêm cái margin nữa. 10 pixel nữa. Đấy, đẹp ngay. Nó cách ra đẹp ngay đó. Đấy. Làm cho vui thôi. Các bạn muốn sửa sao sửa nhá. Quyết để 400 cho nó đẹp nào. Không, bự quá. Để 350 đi. Đây. Các bạn thấy là lúc nó chạy thu vào nó không có ảnh hưởng gì hòa bình thế giới cả. Nó vẫn thu vậy, nó không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Nhưng mà đến đây nó không còn đẹp nữa tại vì nó chỉ đến đây thôi, cô muốn cho nó tràn ra hết. Cô để cho nó là nếu như vậy thì cô sẽ sửa cô một chữ thôi. Cô sửa mỗi cái chiều chiều rộng thôi thì cô xuống đây này. Nó hay á, cô muốn sửa cái gì cô sửa đúng cái đó thôi. Cô sửa đúng cái width thôi. Cô để là 100%. Thấy không? À có cái margin. À có cái padding margin nó đẩy. Có cái padding margin nó đẩy đó. Margin của cô trên này. Khoan. Padding left nó đẩy một miếng ra đây. Đó. Kệ nó, mình biết mình sửa thôi. Đâu rồi? 98%. Nó đẩy sang miếng đó. Nó có cái margin top, margin left. Bỏ cái margin. Margin là các bạn để gì đấy ạ? Top. Top là gì? Top là 10 pixel. Không. Bottom là 10 pixel, left là không. Đấy, bỏ cái margin đi thấy không? Bỏ margin đi thẳng chưa? Đấy. Đấy, thấy chưa? Vẫn 100%. Đấy, thu nhỏ đến đây là 350 thôi. 350 thôi. Hay không? Đấy.
Còn các bạn muốn xuống cái này, muốn nó 100% luôn cũng được. Đấy. Ok. Nó hay vậy đó. Mình muốn sửa cái nào, mình sửa đúng cái đó thôi. Mình sửa đúng cái đó thôi. Cực kỳ thú vị. Thấy không? Đó. Thấy chưa? Rồi. Còn anh này muốn thu lại thành icon thì các bạn đặt icon ẩn, và khi hai hover icon thì show một cái deep khác lên. Vậy thì muốn mà một cái deep kiểu hiển thị kiểu gì tùy mình, hiển thị chiều ngang, chiều dọc tùy mình. Được chưa? Đến đây đã làm tiếp được chưa? Làm tiếp được chưa? Bây giờ muốn hiển thị cái deep, cái hình ở đây thì phải có cái hình sẵn cái đã. Cái hình nằm ở đâu đó. Ví dụ cô để hình ở bên fashion nhé. Cô để cái icon nào đó bên cạnh fashion. Cạnh cái logo. Cô để cái hình ở cạnh cái logo. IMG chấm sẹt hình này, okay. Hình bự chà bá luôn đúng không? Lên mạng search cho cô cái icon nha. Cái hình của cô đâu? Fashion đâu? Logo đâu? Mình lên mình kiếm đúng cái logo. Cái logo đúng không? Đây. Rồi. Logo IMG. Rồi width 50 pixel. Hay. 50 pixel. Hình thu nhỏ lại chưa các bạn? Đã thu nhỏ nha. Đó. 40, 40, 30, 30, 30. Đó, cái hình icon nằm đây. Thì lúc mà chưa có gì cả thì icon nó sẽ ẩn đi. Icon nó để ẩn đi display. None. À, icon nó ẩn đi. Bây giờ thu nhỏ icon nó hiện ra. Thu nhỏ thì icon nó hiện ra thì copy lại thôi. Sửa có mỗi cái display là xong nha. Bỏ width, bỏ height đi. Bởi vì là width, width, height vẫn giữ mà. Display có để block. Copy anh này để lên trên. Hay chưa? Hình đâu rồi? Ủa? Sai gì á? Ctrl Z. Sai cái gì đó. Rồi ok, biết sai gì rồi. Ctrl C. Giữ cái dấu ký thẻ là nó hư liền à. Đấy, hình đẩy lên chưa? Ủa, hình đẩy. Rồi chưa float cái hình à? Ủa, sao kỳ ta? Không đủ chỗ à? Sao không đủ chỗ à? Sao mà hình nó đè ta? Không đủ chỗ hay sao cái hình nó đè dữ vậy? Rồi. Ok. Kéo ra nè. Chưa? Rồi kéo nữa hình mất nè. Khi menu hiện thì hình mất nè. Menu ẩn thì hình còn nè. Ok chưa? Ổn không? Đấy. Menu hiện là hình mất, hình còn. Rồi. Vấn đề bây giờ cái menu khác thì bây giờ bấm vào cái hình cái này thì menu nó phải show ra. Và cái menu nó sẽ show kiểu gì? Một là các bạn làm một cái thanh nó show bên trái, hoặc là các bạn đẩy mấy cái đống này xuống. Đẩy mấy cái đống này xuống để cái menu hiển thị ngang ở đây cũng được. Nói chung là hiển thị bằng cách nào đó là tùy các bạn. Các bạn có thể search. Có thể vẽ ra, phải vẽ ra tôi mới biết các bạn muốn làm gì. Đấy, bây giờ tôi muốn cái hình nó hiển thị đổ, cái menu đổ xuống dưới. Bốn cái menu thành bốn cái hàng ở dưới thì dễ lắm. Cái này nè. Ẩn rồi đúng không? Thay vì cái này hiện, các bạn hiện cái deep này ra, hoặc các bạn làm một cái khác, hoặc là hiện cái deep này ra. Có cái deep này luôn nhưng mà đừng ẩn show cái deep này. Nhưng mà để nó nằm dưới. Không float left nữa. Clear. Xuống đây không float left nữa, trên này float left đúng không? Dưới này không float left nữa. Tức là cho cái hình này, cho cái deep này xuống dưới. Không float left thì cái này cũng không float left luôn. Mất.
Vậy thì cho một cái deep, một cái menu xuống dưới. Ở đâu cũng được, hoặc là dưới cái này cũng được. Mày nó hơi kỳ ha. Dưới cái này cũng được, nhưng mà cái này không thể nằm ngang được. Cái này muốn nằm ngang thì nó phải ẩn cái này đi, thì cái này hai cái này nó mới nằm ngang được nhá. Tại vì cái này nó nằm giữa, cho nên là khi ẩn hai cái này nằm ngang thì ẩn cái này đi thì nó sẽ nằm ngang. Bây giờ trồi cái này đi thì cái này cũng phải nằm dưới. Vậy thì cô đặt cái position cho anh này cũng được, cô đặt cho anh này cái position một vị trí khác. Rồi nhìn nào, cô sẽ có chiêu trong cái thanh nav này, cô đặt position, cái navigation của cô đâu, navigation đây, thẻ deep. Rồi riêng cái navigation này cô đặt cho nó một cái là position là relative. Riêng cái navigation này thôi, được không? Cô đặt cho nó là position relative để đó, không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới nhé các bạn. Rồi bây giờ trong này cô đặt riêng cái position của anh menu này nè, thấy chưa? Cô không ẩn nó, cô không, cô vẫn cô ẩn, nhưng mà cô bây giờ không đặt lại position, vẫn ẩn nhưng vẫn đặt lại position đâu. À, menu đây được chưa? Bây giờ mình bỏ cái ẩn này đi, mình để cái block ra đây, block ra có nha. Các bạn thấy khi block ra nó đẩy đúng không? Nó đẩy thằng này xuống này, chắc chắn luôn khi block thì nó đẩy cái này xuống. Bây giờ nhìn nha, bây giờ hết đẩy, nhìn nè, cách mà nó không đẩy nè. Cô sẽ để position anh này absolute, absolute top 0 pixel left không. Thấy nó nhảy sang bên góc này đứng chưa? Đấy. Rồi để display. Ủa? Đây. Cái menu là đúng rồi. Rồi cái thằng này, cái thằng ULLI đây, ULLI đây. Cô đang để display là inline đúng không? Cô sửa thằng này, cô cho nó là display là block. Đây. Display block. Đẩy thẳng chưa? Thẳng chưa? Thằng này đã hết tràn chưa? Rồi, anh này đẩy nó xuống, anh này nè. Anh này khi anh thu thì phải đẩy anh sợt này xuống chứ. Hoặc các bạn phải để sợt ở giữa, sợt phải đẩy xuống. Hiểu không? Phải sợt phải đẩy xuống. Sợt phải đẩy xuống. Ok. Sau anh này lên thì sợt đẩy xuống. Vậy top các bạn để cho cô là 30 pixel. Nó đẩy cái top xuống nè. Rồi. Left. Âm 20 pixel. Nó sang này xíu. Rồi. Riêng cái anh mà sợt này nè. Là sợt đâu nhỉ? Sợt logo, logo, logo. Sợt đây. Sợt input đây. Cái deep hả? Cái deep. Cái vậy là cái deep này của cái sợt. Clear board cho cô cái nha. Mày không ảnh hưởng gì. Rồi để cô đẩy cái thằng này xuống. Cô đẩy cái thằng này xuống là sợt này là Marine Top.
300 pixel. Không được hả? Input mà margin top không cho à? Sao margin top mà nó lại ấy nhỉ? Nó lại đẩy lên ghê nhỉ? Nó đẩy được cả, đẩy được cả đống này xuống. Đẩy cả đống này xuống. À, vậy thì sao ta? Padding hả? Padding top hả? Padding thì được. Okay. Over. Không được, không được. Không được nha các bạn. Từ từ. Rồi ok. Ủa? Bị gì vậy? Ủa sao nó đẩy thằng này ghê vậy? Sao nó để đẩy thằng này ghê vậy? Rồi nó đè lên cái thằng này. Ok nha, bây giờ nè, hover thì nó đè lên, đè lên. Khi nó đè lên thì thằng này phải đẩy xuống, thằng này phải đẩy xuống. Icon đây, deep menu. Khoan nha, deep menu logo. Khi cô hover vào logo rồi thì cái inner nav cái nào bao tụi nó nhỉ? Khi cô hover vào cái logo thì cái này nó phải sâu lên. Hover vào cái logo img thì cái này phải sâu lên. Tại vì display cô phải để nâng. Display cô phải để nâng. Ô sao bị nó nhảy rồi? Cô đúng cái gì mà nó nhảy ta? Đấy, làm mà một lúc mà đụng cái gì là nó số lệch, thấy ghê không? Sửa lên sửa xuống ghê không? Không phải giỡn đâu nha. Cái shirt. Cái này có lỡ để cái padding của thằng nào không nhỉ? Logo img. Sao nó nhảy dữ vậy? Cái thằng này position menu absolute nav menu absolute cái kì vậy? Cái này cái nào ta? 601 deep menu là cái này nắn nè, đúng rồi. Ủa sao nó đẩy cái này ra đây ta? Khi nãy có đẩy đâu, online center.
Ủa sao tự nhiên đến đây nó đầy ta? Ây da, hơi khó nha. Hoặc là phải cho nó đè lên, hoặc là cho cái menu nó đè lên, nó tràn lên cả cái này, nó khỏi đẩy cái này xuống, nó tràn lên, nó tràn lên, nó che luôn á, bấm luôn, nó che luôn cả cái này á. Đấy thì các bạn phải để background. Ok, nó đơn giản đi ha. Rồi cái này để block trước đi nha, cho nó hiển thị ra nè. Đấy, nó hiển thị ra nè. Bây giờ các bạn có thể để cái background vào đây nè, cho nó đè cái thằng sượt này luôn. Cô để là background color là red đi. Đấy, nó tràn luôn nè các bạn. Đấy, nó tràn luôn, nó che anh này. Các bạn để lại cái background cho nó đẹp một xíu, white. Để cho nó đẹp một xíu, nó đè lên các bạn nè. Và để các bạn để cái đường đường kẻ kẻ. Cái này là nó có ở trong cái web 101 đó, nó có đó các bạn. Đó, nó có cái đoạn mà để chỉnh cái này cho nó đẹp lại. Cô để mô Zalo các bạn nhìn cho nó đỡ chọi nhá. Đấy. Đó. Bây giờ cô ẩn nè. Cô block là cô nâng. Bây giờ cô đơn trỏ vào thì nó sẽ show ra, click chuột vào nó show ra. Đơn trỏ vào thì hover. Hover thì cái này nó phải là khi cô hover vào cái gì ạ? Vào cái menu. Click chuột vào menu. Cái này các bạn vẫn có thể xử lý bằng JavaScript được cho nó dễ. Các bạn học JavaScript rồi, các bạn cũng có thể xử lý JavaScript được cho dễ. Có nghĩa là khi cô lấy cái selector này, cô click chuột vào cái gì đấy ạ? Cái img này nè. Đây nè. Cô xử lý một xíu đây cho các bạn coi nhá. Nó sẽ nhanh hơn là các bạn xử lý cái script nè. Đấy, các bạn lấy là let cái anh gì ạ? Anh img icon menu icon gắn bằng quest document chấm query selector, đưa cái đống selector này vào, đống selector này vào này, đó là anh này. Thì khi anh này mà click chuột, có nghĩa là cái menu này mà click chuột nhé, đây chấm add event listener click chuột ha, thì các bạn sẽ show lại là các bạn để cái function cho cô ha, để cái function, không để cái function, gõ cái này các bạn cũng được cho dễ nè. Function các bạn thực hiện công việc là show cái này lên, cái menu này lên, được chưa? Đấy là document chấm query selector, đưa cái selector này vào rồi chấm CSS hả, style hả, chấm display. Ôi cái con Z gì dữ vậy, display display bằng block. Rồi cháu ra ra bấm nè. Rồi thì display bấm cái nữa thì nó sẽ phải ẩn, bấm lên lên bấm cái nữa nó ẩn, bấm cái nữa nó ẩn, thì các bạn bắt buộc các bạn phải đặt cho nó một cái icon nhé. Ôi chết, chào hơn 3 giờ đây hả? Bấm cái nữa ẩn thì các bạn đặt cho có một cái icon, à đúng không, có một cái đếm đúng không,
hoặc là nếu kiểm tra nếu cái này là block thì đều chuyển sang none, mà nếu none thì chuyển sang block, thế thôi. Hoặc là để cho nó một cái let, một cái flag chẳng bằng không, if flag mà bằng không thì chuyển nó thành cái, tức là click một lần rồi đó thì gán cái flag bằng 1, ra được gọi là click một lần rồi đó thì gán cái flag bằng 1. Else thì gán ngược lại, và đương nhiên gán flag bằng 0. Chẵn lẻ các bạn, cái này và đổi thành none, tức là click chẵn lẻ đó, được không? Đây đó, thế thôi, bật mở được chưa, tắt mở đấy, thu nhỏ lại, tắt mở được, thu nhỏ lại cũng phải sửa lại set s thì nó ra. Quan trọng nhất là các bạn đây, logo 50% header đây, copy lại anh này, thả vào menu. Thực ra hai cái này ban menu bản chất là giống nhau rồi, ok, thấy chưa đó, no nó bị cái gì ta, trừ đó, thằng left này trừ này, background zero nè, top nè, block nè, display gì đó. Rồi ok nhá, sửa lái này nào, nó bị mì tràn xuống á, cái này là do nó bị tràn nè, nó thiếu chỗ nó tràn á, nó thiếu chỗ của url ấy á, tại vì có float left trừ đến trừ mà âm mà. Rồi các bạn sửa này lại cho nó chuẩn, ok, sửa lại CSS cho chuẩn đó, thì đó là cách responsive. Đây ở dưới thì ngon lành rồi ha, khỏi cần phải nói, nó sẽ đồng đều từ trên xuống dưới, yên tâm, thấy chưa, ở dưới trên dưới nó thẳng hàng, nó đồng đều luôn nè. Cái này đừng có float left trừ, tại vì ở đây còn có một cái menu, ở đây có một cái đường thẳng nữa, ok chưa. Rồi vậy thôi, dừng nha, quá được.